Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập ở trong sách giáo khoa của bài ôn tập chương 4 chương trình đại số lớp 9 học kỳ 2. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 59, giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ. Vậy chúng ta có bài 59A như sau. 59A là 2 thừa số cho x bình trừ đi 2x tất cả bình phương cộng với 3 thừa số cho x bình trừ đi 2x cộng 1 bằng 0. Vậy ở đây các em đặt ẩn phụ thì các em sẽ đặt x bình trừ 2x bằng t. Ta chưa cần phải tìm điều kiện của t ở đây. Thì cái phương trình, cô đặt phương trình này là phương trình 1. Lúc đó phương trình 1 của chúng ta sẽ trở thành phương trình 1 chúng ta sẽ tương đương với đặt x bình trừ 2x bằng t thì đây là sẽ là 2t bình phương cộng với 3 nhân với t cộng với 1 bằng 0. Đúng không ạ? Vậy cái phương trình này có cái hệ số a trừ đi b cộng với c thì bằng 2 trừ đi 3 cộng 1 bằng 0. Suy ra cái phương trình này của ta nó sẽ có hai nghiệm, đúng không ạ? Vậy phương trình sau, phương trình sau của ta nó sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất t1, a trừ b cộng c bằng 0 thì có một nghiệm bằng trừ 1. Và nghiệm thứ hai bằng trừ của c chia a, tức là bằng trừ 1 phần 2. Bây giờ các em sẽ thay với t bằng trừ 1. Với t bằng trừ 1, ta lại thay ngược trở lại đây, đúng không ạ? Thì cái này tương đương với x bình trừ đi 2x bằng t, tức là bằng trừ 1. Đúng không nào? Như vậy, phương trình này nó sẽ tương đương với x bình trừ đi 2x cộng 1 bằng 0. Đúng không ạ? Mà x bình trừ 2x cộng 1 bằng 0 thì tương đương với lại là x trừ đi 1 tất cả bình phương bằng 0. X trừ 1 tất cả bình bằng 0 khi là chỉ khi là x trừ 1 bằng 0. Đúng không ạ? Vậy từ đây các em sẽ suy ra được là x trừ đi 1 phải bằng 0. Đúng không? Mà x trừ 1 bằng 0 thì suy ra là x trong trường hợp này sẽ bằng 0 cộng với 1. Được, nghiệm thứ nhất đó là x bằng 1. Trường hợp thứ hai với t bằng trừ 1 phần 2. T bằng 1 phần, trừ 1 phần 2 thì chúng ta sẽ thay t bằng trừ 1 phần 2 vào đây. Ta có x bình trừ đi 2x bằng trừ 1 phần 2. Đúng không ạ? Vậy cái này tương đương với x bình trừ đi 2x cộng với 1 phần 2 bằng 0. Như vậy, cô quy đồng lên luôn nhé. Cô quy đồng mẫu bằng 2 lên luôn này. Thì tương đương với 2x bình phương trừ đi 4x cộng 1. Đấy, tất cả chia cho 2 bằng 0. Đúng không ạ? Một cái phân số bằng 0 khi nào? Khi tử số bằng 0, đúng không ạ? Suy ra là 2x bình phương trừ đi 4x cộng với 1, nó phải bằng 0. Cái này thì các em sẽ xét delta phẩy. Delta phẩy bằng b phẩy bình trừ đi a nhân c. Như vậy sẽ bằng 2. 2 thì sẽ lớn hơn 0. Ta sẽ có căn delta phẩy bằng căn của 2. Vậy thì cái phương trình này của chúng ta nó sẽ có hai nghiệm. Đúng không ạ? Suy ra là phương trình này là phương trình 2 sao đi. Đúng không ạ? Vậy thì phương trình 2 sao này nó sẽ có hai nghiệm.
Nghiệm thứ nhất, x1 bằng trừ b phẩy tức là 2 cộng với căn delta phẩy là căn 2 chia cho a tức là chia cho 2. Đúng không ạ? Nghiệm thứ hai sẽ bằng 2 trừ đi căn 2 chia cho 2. Như vậy chúng ta có tất cả là mấy giá trị của x và mạng em. Trên này chúng ta có một giá trị là x bằng 1. Dưới này có hai giá trị của x. Như vậy tóm lại là cái phương trình ta nó sẽ có 3 nghiệm. Đúng không ạ? Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm. Kem xuống dòng kết luận cho cô. Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm. X1 bằng 1. X2 bằng 2 cộng căn 2 chia 2. X3 bằng 2 trừ căn 2 chia 2. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang ý B. Bạn nào cần có thể dừng video lại một chút nhé. Ý B của chúng ta như sau. X cộng 1 phần x tất cả bình trừ đi 4 thừa số cho x cộng 1 phần x cộng 3 bằng 0. Như vậy ở đây, thứ nhất các em tìm điều kiện, đó là mẫu phải khác 0, x phải khác 0. Lát nữa giải ra nếu mà có x bằng 0 thì phải loại đi, đúng không ạ? Vậy đặt ẩn phụ thì các em sẽ đặt x cộng với 1 phần x bằng t, chưa cần phải tìm điều kiện của t. Như vậy phương trình này cô đặt là phương trình 2. Vậy phương trình 2 nó sẽ tương đương với t bình phương trừ đi 4t cộng với 3 bằng 0. Đúng không ạ? Và cái phương trình này nó có hệ số a cộng b cộng c thì bằng 1 này cộng với lại âm 4 này cộng với 3 này bằng 0. Đúng không ạ? Như vậy a cộng b cộng c bằng 0 thì cái phương trình này cô đặt là phương trình sao đi. Đúng không ạ? Phương trình sao của chúng ta nó sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất t1 bằng 1 và nghiệm thứ hai t2 bằng c chia a là bằng 3. Vậy với t bằng 1, với t bằng 1 thì các em thay t bằng 1 vào đây thì ta có x cộng với 1 phần x bằng 1. Đúng chưa? Như vậy thì cái này tương đương với, ta quy đồng lên luôn nhá. X bình này cộng với 1 này tất cả chia x này thì bằng 1. Đúng không nào? Như vậy phương trình này tiếp tục tương đương với này, x bình cộng 1 bằng x. Đúng chưa ạ? Vậy tương đương với x bình trừ x cộng 1 bằng 0. Xem phương trình này có nghiệm không nhá. Với t bằng 1 có giá trị nào của x không? À, cô đặt phương trình này là phương trình A đi. Có cái delta, delta bằng b bình trừ đi 4 nhân AC, đúng không ạ? Tức là 4 nhân 1. Vậy thì nó sẽ bằng âm 3. Âm 3 thì nhỏ hơn 0. Suy ra phương trình A của chúng ta vô nghiệm, đúng không ạ? Suy ra là phương trình A này sẽ vô nghiệm. Tức là với t bằng 1 thì chúng ta không tìm được giá trị nào của x. Bây giờ với t bằng 3 thì ta có là x này cộng với 1 phần x bằng t tức là bằng 3. Đúng chưa ạ? Giải ra xem trường hợp này có giá trị nào x thỏa mãn không nhá. Ta quy đồng này, x bình cộng với 1
chia cho x bằng 3. Đúng không nào? Như vậy x bình này cộng với 1 này thì bằng 3x. Đúng không? Tiếp tục tương đương với này. À, chuyển vế đổi dấu x bình trừ đi 3x cộng 1 bằng 0. Vậy chúng ta xét cái phương trình này, cô đặt là phương trình B đi. Như vậy chúng ta có cái biểu thức delta bằng B bình phương trừ đi 4AC, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ bằng là bằng 5. Đúng không ạ? Và 5 thì rõ ràng lớn hơn 0, đúng không ạ? Vậy chúng ta có căn delta sẽ bằng căn của 5. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình B này ra. Cái nghiệm của cái phương trình B này chính là nghiệm của cái giá trị của x chúng ta cần tìm. Đúng không? Như vậy thì căn delta bằng căn 5, vậy phương trình B có hai nghiệm. Phương trình B có hai nghiệm. X1 bằng trừ B, tức là bằng 3, cộng với căn delta là căn 5, chia cho 2 lần A, tức là chia 2. Và cái số này thì nó thỏa mãn khác không, đúng không ạ? Thỏa mãn là khác không. X2 của chúng ta thì bằng 3 trừ đi căn 5, chia 2, cái này cũng thỏa mãn khác không. Như vậy, tóm lại là cái phương trình B của chúng ta có hai nghiệm. Có hai nghiệm như này. Do đó, phương trình ban đầu có hai nghiệm. Vì hai giá trị này đều thỏa mãn nên nó chính là hai nghiệm của phương trình ban đầu, đúng không ạ? Vậy có hai nghiệm. X1 bằng 3 cộng với căn 5 chia 2, và X2 bằng 3 trừ đi căn 5 chia 2. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 59. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nhé. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 60. Bài 60, với mỗi phương trình sau đã biết một nghiệm, hãy tìm nghiệm kia. Tức là đề bài người ta ngầm định là phương trình này có nghiệm rồi. Đấy, có nghiệm rồi. Và chúng ta sẽ áp dụng VS để chúng ta tìm nghiệm còn lại, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có bài tập số 60. Các em không cần phải tìm delta. Trong trường hợp này người ta đã ngầm là có nghiệm rồi, nên là chúng ta không cần phải tìm delta trong trường hợp này. Vậy chúng ta chỉ áp dụng VS để chúng ta làm thôi. Vậy bài 60A là ta có là 12x bình phương trừ đi 8x cộng 1 bằng 0, đúng không ạ? Ta có x1 bằng 1/2. Đã có nghiệm, tức là delta đã lớn hơn 0. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng định lý VS. Thì ta có là x1 nhân x2. X1 nhân X2 bằng C chia A, tức là bằng 1/12, đúng không nào? Đúng chưa? X1 chúng ta có giá trị là 1/2 nhân với X2 chưa biết thì bằng 1/12. Từ đây các em sẽ suy ra X2 sẽ bằng 1/12 chia cho 1/2 thì chính bằng 1/6.
Được chưa? Như vậy giá trị x2 ở đây sẽ là bằng 1/6. Vậy cái nghiệm x2 trong trường hợp này, trường hợp A sẽ là 1/6. Sang trường hợp B. Trường hợp B ở đây là ta có 2x mũ 2 trừ đi 7x cộng 3 trừ 39 bằng 0. Có một nghiệm x1 bằng trừ 3. Như vậy các em áp dụng định lý VS. Áp dụng định lý VS thì ta sẽ có tích của x1 nhân x2. X1 nhân x2 bằng C chia A, tức là trừ 39/2. Được chưa? Vậy cái này tương đương với x1 chúng ta thì bằng trừ 3 nhân với x2 bằng âm 39/2. Từ đây các em sẽ dễ dàng suy ra được x2 sẽ bằng âm 39/2. Các em chia cho âm 3. Mà âm 39/2 chia cho âm 3 thì chúng ta sẽ có là 39 này. 39 chia 3 thì bằng 13 đúng không ạ? Như vậy nó sẽ bằng 13/2. Bằng 13/2. Vậy giá trị x2 trong trường hợp B này chúng ta cần tìm là bằng 13/2. Vậy cái nghiệm x2 trong trường hợp này sẽ bằng 13/2. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu C. Bạn nào cần có thể dừng video lại một chút nhé. (60C) ở đây ta có phương trình là x bình cộng với x trừ đi 2 cộng với căn 2 bằng 0. Trong đó nghiệm x1 bằng trừ của căn 2. Như vậy các em vẫn áp dụng định lý VS. Thì ta có tích của hai nghiệm là x1 nhân với x2 thì bằng C chia A. C chia A tức là bằng trừ căn 2 cộng với trừ 2 cộng căn 2 chia 1 đúng không ạ? Thì cô sẽ viết là trừ bằng căn 2 trừ 2 đi nhá. Đấy. Hoặc là bạn nào viết là trừ căn 2 cộng 2 cũng được. Hoặc là viết là căn 2 trừ đi 2. C của chúng ta là bằng trừ 2 này cộng với căn 2. Thì cô có thể viết ngược lại là bằng căn 2 trừ đi 2. Được chưa? Như vậy, chúng ta đã biết được cái nghiệm x1 của chúng ta thì bằng trừ 2. Như vậy, trừ của căn 2 nhân với x2 thì bằng căn 2 trừ đi 2. Đúng không nào? Vậy cái này sẽ tương đương với trừ của căn 2 này nhân với x2 này thì bằng căn 2 cô đặt ra ngoài trong ngoặc là 1 trừ đi căn 2. Đúng chưa? Vậy thì các em sẽ dễ dàng suy ra được là x2 nó sẽ bằng là căn 2 thừa số cho 1 trừ đi căn 2, tất cả chia cho trừ căn 2. Con căn 2 này với con căn 2 này hết, 1 trừ đi căn 2 chia cho trừ 1 thì đổi dấu, vậy nó sẽ bằng là căn 2 trừ đi 1. Được chưa ạ? Vậy giá trị x2 nghiệm còn lại là nghiệm x2 trong trường hợp này sẽ bằng căn 2 trừ 1. Vậy nghiệm x2
Trong trường hợp này sẽ bằng là căn 2 trừ đi 1. Cuối cùng chúng ta có ý D của bài 60. Bạn nào cần có thể dừng video lại một chút nha các em. Câu D như sau: x bình trừ 2mx cộng với m trừ 1 bằng 0, với x1 bằng 2. Như vậy, bài này ở bài này chúng ta phải tìm giá trị của m trước. Vậy với x bằng 2 là nghiệm. Ta có x bằng 2 là nghiệm của phương trình. Thì các em thay x bằng 2 vào đây. Khi em thay vào ta được biểu thức đúng, đúng không ạ? Như vậy thì ta có là 2 bình phương trừ đi 2 nhân với m nhân với 2 cộng với m trừ đi 1 bằng 0. Như vậy thì 2 bình phương lên này thì nó bằng 4 này, trừ đi 4 lần m này cộng với m trừ đi 1 thì bằng 0. Như vậy ta có là 4 trừ đi 1 thì bằng 3 này. 4m trừ đi m này, chúng ta chuyển sang phía bên này nhá, là 4. Đây đang là, hoặc là 4 này trừ đi 1 thì bằng 3 đúng không ạ? Trừ 4m cộng với m thì bằng trừ 3m. Đấy, trừ 3m, 3 trừ đi 3m bằng 0, đúng không ạ? Như vậy, cái này tương đương với 3m thì bằng 3. 3m bằng 3, vậy suy ra là m bằng 1. Đúng chưa? Tức là chúng ta phải tìm được m của cái phương trình này. Vậy, cái phương trình đã cho nó sẽ tương đương với cái phương trình đã cho nó sẽ tương đương với này. Thay m bằng 1 vào phương trình này thì ta sẽ có là gì? À, x bình trừ đi 2 nhân với 1 nhân với x cộng với 1 trừ đi 1 bằng 0. Đúng ạ? Tìm ngược lại để tìm giá trị m. Và phương trình này có một nghiệm là x bằng 2. X1 bằng 2. Được chưa? Vậy thì tương đương với phương trình nào đây các em? X bình này trừ đi 2x này bằng 0. Đúng không ạ? Có một nghiệm là x1 bằng 2. Vậy ở đây các em có thể áp dụng VS. Có thể áp dụng VS hoặc là các em áp dụng phương trình tích cũng được. Nếu mà áp dụng phương trình tích này thì chúng ta sẽ có là x thừa số cho x trừ đi 2 bằng 0. Đúng không ạ? Suy ra là gì? Suy ra là x một giá trị là x bằng 0 và một giá trị là x bằng 2, đúng không ạ? Suy ra là x bằng 0 hoặc là x trừ đi 2 bằng 0. Đúng chưa? Như vậy thì nó sẽ tương đương với lại là x bằng 0 hoặc là x bằng 2. Mà một nghiệm là x bằng 2 rồi, vậy nghiệm còn lại sẽ là x bằng 0. Đúng chưa? Vậy nghiệm x2 sẽ là bằng 0. Vậy cái nghiệm x2 của chúng ta sẽ bằng 0. Đây là cái cách giải thứ nhất. Tức là chúng ta giải đến đây này, đến cái bước này chúng ta giải. Thì chúng ta có cái cách 1. Cách 1 để giải cái phương trình này là chúng ta đưa về phương trình tích. Sau đấy chúng ta giải ra thì chúng ta thấy là x bằng 0 là nghiệm thứ hai. Hoặc là cách 2 cũng là cái phương trình này. Chúng ta tìm nghiệm x2 bằng cách thứ hai như sau. Cô có cách 2 này. Cách 2 tức là sau khi chúng ta đưa về phương trình x bình trừ đi 2x bằng 0, có một nghiệm x1 bằng 2. Đúng chưa? Vậy thì các em áp dụng VS.
Áp dụng định lý VS thì ta có là x1 nhân x2. X1 nhân x2 bằng C chia A. Như vậy hệ số C của chúng ta ở đây không có, tức là C chia A thì bằng bằng 0. Đúng không ạ? Tức là nó để bằng, đây là hệ số A bằng 1 này, hệ số B bằng trừ 2, hệ số C bằng 0. 0 chia cho 1 thì bằng 0, đúng không ạ? Vậy tương đương với lại là x1 của chúng ta là bằng 2 nhân với x2 thì bằng 0. Đúng chưa? Như vậy từ đây các em sẽ suy ra được là x2 sẽ bằng 0 mà chia cho 2. Tức là x2 bằng 0. Vậy cái nghiệm còn lại của ta ở đây là x2 bằng 0. Có hai cách các em có thể làm như cô vừa hướng dẫn cho các em xong. Trên đây là cô và các em đã vừa đi nốt được thêm hai bài tập là bài 59 và 60 ở trong sách giáo khoa. Các em hãy về làm nốt cho cô các bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em nốt các bài tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.